Rồi Vũ Minh chào các bạn, hiện tại mình đang ở bên xã Long Vĩnh, ở cầu Gò Trai nha các bạn. Xã Long Vĩnh thuộc về của Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Cầu Gò Trai là cái đường từ bên Thanh Điền mình đi qua cầu Gò Trai, đi qua bến cầu ha. Thì sẽ gặp cái bãi của Hoàng nha các bạn. Thì đây là một chiếc Ford 5000, chiếc Ford 5000. Thì bây giờ để mình quay sơ cho các bạn xem nha. Chiếc này thì anh chủ kêu bán cái giá 130 triệu nha các bạn. Đó, máy móc còn nguyên zin ha. Đó, một cầu. Thì giờ chi tiết mình quay từ trước vô nha các bạn. Đó, đây thì một cầu ha, vỏ trước của em nó. Hiện tại thì tình trạng thì cái mâm nó gì đây ha, 8.2516 nha. Mình quay xong mình nấu máy cho các bạn xem nha. Xe này thì sáng được rửa rồi nên nó sạch sẽ ha. Ủa đèn riêng còn ha. Mình quay chi tiết chút xíu cho các bạn xem nha. Tem nó thì hơi cũ nhưng nước sơn nó còn rất là đẹp đó các bạn. Còn rất đẹp luôn, sinh viên nha. Là máy chưa bung hết à? Máy chưa bung. Số rin hết rồi nha các bạn. Vỏ này 12.436 nha các bạn. Đây là tình trạng là cái mâm của em nói ha. Ra phía sau ha. Trong dàn nước sơn thì còn ok nha các bạn. Còn nước sơn còn đẹp. Mình không gần thì máy móc quá, mình quay chi tiết cho các bạn xem thôi. Đây trong phía trong ha, phía trong của mâm. Chiếc này thì anh chủ kêu 130 triệu nha các bạn. Đó. Anh em nào quan tâm thì alo ha, số điện thoại mình để trên tựa đề nha các bạn. Hả? Này là chưa bung. Số đích là còn nguyên hết chưa bung ha. Vỏ phía bên đây. Vỏ thì nó có rặn nứt ha các bạn. Nhà vỏ này về chạy nếu mình kệ ấy thì có tiền thì mình thay sỏ vỏ mới vô, còn không có thì mình chạy đỉnh cũng 1-2 năm nó mới hư. Chưa ha, chưa có dấu kèo ha. Đây cục máy đời T3 nha các bạn. Rồi T3 nè. Rồi, đây còn trước. Nhiều chiếc 5000 lên cảng nhìn đẹp lắm các bạn. 5000 lên hai cầu lên cảng này thì thôi nhức nách. Lên hai cầu luôn ha. Đây phía trong máy. Rồi, thử cái gà. Rồi, đẹp lắm. Chưa đấu hơi lên nha các bạn.
là tổng quan của em nó đó các bạn, tổng quan của em nó ha. Vô số không? Rồi bây giờ mình qua quay chiếc in tẹt ha các bạn, quay chiếc in tẹt với chiếc Ford 4000 nha. Thì chiếc này kêu 130 triệu nha các bạn, 130 triệu nha. Chiếc in tẹt, chiếc in tẹt với chiếc Ford 4000 hai cầu. Chiếc in tẹt này thì kêu nãy nhiêu ta, nãy nói nhiêu 40 triệu. In tẹt 40 triệu nha các bạn. Một cầu. In tẹt này vỏ 6.50-16 nha, 6 máy luôn nè. 2, 4, 6, 6 máy nha các bạn. Ui. Chiếc này để mình hỏi lại nha các bạn, để người nó nghe có lộn không. Nó kêu 40 triệu. Chiếc in tẹt đa số phần đông ở Tây Ninh thì anh em xài sử dụng kéo ha, kéo nhiều. Kéo kéo đa số bằng đông kéo thớt các bạn. Bằng đông kéo thớt nhiều ha. Vỏ này 12.4 11-36 ha. Ha, tình trạng mâm của em nó. Đây phía sau đít đùi. Chiếc này 40 các ca. Rồi chiếc này 40 triệu nha các bạn. Mình giàu ha. Chiếc này 6 máy luôn. 6 máy á. Móc có bùm làm rồi. Hả? Móc có bùm làm rồi. Máy bùm, máy làm rồi không? Chỗ bình thường. Này nấu máy được không? Có bình. Không có bình hả? Này không có bình nữa các bạn. Con này máy nấu ngon. Có nấu hơi lập lam nhẹ. Đấu hơi nhẹ nha các bạn. Máy móc ngon, rồi đầu ok hết. Máy im. 6 máy. Còn này về cái số 4 là ok hết. Rồi, giờ tới chiếc 4000 hai cầu. Chiếc này thì anh chủ kêu 130 triệu nha các bạn. Hả? Chung giá nào cũng thương lượng hết. Thì giá, là báo vậy thôi chứ giá còn thương lượng. 4000 hai cầu. Này là cục máy đời T3 luôn. Từ lập chế. Đây là công thục. Cầu gắn hoa. Cầu nào vậy? Kho. Kho hả? Kho máy đều ta. Gắn hoa nó kho máy. Nó cầu kho đổ qua chứ không phải chơi đi bữa. À. Máy này chắc cũng có làm rồi ha kìa. Làm chưa? Máy có làm rồi. Ừ. Heo này heo tép. Ừ. Heo ti là heo đứng rồi nè. Ừ. Này heo tép. Đa số như 4000 46 rồi là heo này đúng không? Heo ti ngon hơn heo tép. Ừ. Heo tép ngon hơn heo ti. Tùy theo người. Ừ. Người phá tép thì phá ti. Này này có lên cái bơm này ha. Có bơm bẹt. Này nó máy được không? Máy đâu ngon, xe hoạt động ok hết. Không có bình để thử thôi, anh em tải thử có máy. Đây là mâm của em đó ha. Khi nào anh em xuống coi xe thì nổ máy thử vô tư nha. Tại vì giờ hết bình rồi nên là không có đem bình ra. Bình trong. Xe Sài Gòn nó mau thử. Dạ còn con Isuzu à. Ê, xe kia một cầu, bữa đó mình có quay clip trước rồi. Giá 4 triệu
40 triệu luôn. Chiếc Aisaki này một cầu này giá 40 triệu luôn nha các bạn. Bằng giá với con Intech ha. 280 lên máy 3,5. À vậy là máy lên máy 3,5 hả? Nó còn nắp trên này không? Còn. Là còn đầy đủ hết nha các bạn. Rồi 40 triệu thương lượng nha các bạn. Giờ quay chiếc xe năng này nè. Xe năng 2 tấn. Này FG hả? FG 20. Chiếc này kêu giá nhiêu? 60 triệu thương lượng luôn. À 60 triệu thương lượng luôn nha các bạn. Có thương lượng là có bán. Rồi nãy giờ quay chiếc Ford 5000, chiếc Intech và chiếc 4000 hai cầu, chiếc 280 với chiếc năng này nha các bạn. Đó, thì anh em quan tâm ha, quan tâm cứ gọi 0356999057 nha, gặp ngay Trần Quốc. Rồi mình quay một clip ngắn mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Và hôm nay nói chiếc cẩu này bán luôn nè. Bữa hôm nói giá nhiêu quên rồi ta. 600 thương lượng luôn. 600 thương lượng luôn ha. Có thương lượng là có bán. Bữa xe cẩu mình có quay clip trước cho các bạn xem rồi đó. Mẫu Onix 360 ở xe. Còn chiếc này là đang đợi khách lấy. Chiếc 780 bán rồi. Chờ ngày giao. Rồi thôi tạm biệt các bạn nha.